Yes, ok. Như mọi người có thể thấy đấy, đây chính là con 6D2 mà mình mới mua hôm nay. Đây là những đồ tặng kèm. À đây là đồ tặng kèm. Một cái ba lô 20 năm gì đó của Lê Bảo Minh. Từ năm 1997 mà 20 năm là 2017. À đúng rồi, con này ra năm 2017 mà. Cái túi thì chắc cần review gì đâu, chúng ta sẽ quan tâm chính như cái này. Đấy, 6D2. Bên này có ghi thông số các thứ các kiểu. Bên này có số series các thứ. Một số thông số của máy. 26 megapixel này. ISO bình thường lên được 40.000. 45 điểm nét. Con 6D là bao nhiêu điểm ấy nhỉ? Hình như có mười mấy sao ấy. Chụp tốc độ liên tiếp lên đến 6,50 hình trên giây. Ở 6D như có 4 hay sao ấy. Công nghệ lấy nét đùa pixel. Màn hình cảm ứng soi lật các thứ. Wi-Fi kết nối Wi-Fi NFC với cả GPS. Rồi ok. Giờ thì mình sẽ bắt mở hộp. À, cái này là giấy tờ mua bán của mình. Mình mua ở chỗ đồ chơi máy ảnh Hồ Giám 27 củ 3. Đấy, được tặng một thẻ này, một túi này, Bonnie này, series 1964 bảo hành 2 năm. Thẻ chính hãng, bảo hành chính hãng. 6D Mark 2, series các thứ bla bla. Thẻ 16GB. Ôi, thẻ này chắc ít dùng đâu. Nói thật là chắc chả giờ động đến. Ôi giời ơi. Ok, nhân vật chính của chúng ta đây. Trong đề này. Rồi. Nhìn qua lớp vải là đã thấy máy rồi đấy. À, nhưng mà chúng ta cứ để tặng đây á, xem trong phụ kiện có gì không. Chúng ta có một sách hướng dẫn sử dụng. Tất cả toàn là tiếng Anh. Ok, toàn là tiếng Anh luôn. Mình sẽ phải đọc khá khá để tìm hiểu về nó đấy. Còn bên này thì sao? Chúng ta có pin. Ok, pin này thì mình đã phải bóc để test thử rồi. Đấy. Mình cũng đã sạc đầy cho nó rồi, tí mình sẽ lắp máy luôn. Cái này để lắp pin để ra đây cho nó gọn. Cái này là cục sạc và dây sạc. Thực tế mình không ưa chuộng lắm cái thể loại mà cắm dây sạc như kiểu đầu dây như kiểu đầu của laptop ấy. Mình nói thẳng là mình không khoái lắm. Bởi vì nó phải đem thêm dây khá là vướng. Mình hay dùng cái loại này. Đây. Cái loại này thì đấy, nó có cổng gạt ra gạt vào luôn. Đấy, dùng cắm nó rất là tiện. Cục này mình đang cắm sạc ở bên cạnh. Rồi cắm sạc tiếp để có hàng mai còn đi làm các thứ chứ. Đấy. Ok, dây đeo cổ chắc cũng chả dùng đâu, bởi mình khá nhiều dây. EOS 6D Mark 2. Đấy. Những thứ không dùng chắc mình sẽ vẫn cứ để nguyên ở trong này. Để cái hộp sang bên. Tên tên tên. Và chúng ta thấy nhân vật chính này. Xoài 6D2. Xoài. Màn hình cảm ứng. À lắp pin luôn.
lên. No memory card sensor cleaning. Nói chung cái này nó năn ná, cũng mình thấy theo như mình thấy qua nó năn ná như 5D3, nhưng mà mình đã được cầm một con 6D thử từ trước rồi nên mình thấy nó bị gọi là thế nào nhỉ, cắt bớt khá là nhiều thứ mà mình thích. Mình nghĩ là con này sẽ có cơ, ví dụ như là đổi tên file chẳng hạn. Ở đây thì chả có đổi tên file gì cả. Đấy, không hề có đổi tên file luôn. View Finder Display khá là buồn cười, tại sao lại không có đổi tên file. Đây có cái tắt, chắc là tắt tiếng đi. Đấy, tắt tiếng đi cho đỡ kêu. Đây là bảng setting của Touch Control. Firmware đang dùng là version 1.0.4. Đây là bảng setting mình đã setup, hình như là có add được nhiều cái menu tab thì phải. Nhưng mà đấy cần đâu, mình chỉ dùng có một cái thôi. Đấy, màn hình cảm ứng rất là hay. Cổng cắm kết nối trigger ở đây này. Bên này thấy mọi người mọi dân quay hay bảo là 6D là không có cổng mic, thì đây có một cổng mic rồi. Cổng kết nối với cả cổng HDMI. Sau D2 thì vẫn chỉ có C1, C2 thôi, không có C3 như kiểu 5D3. Màn hình xoay lật, kể cả xoay về hướng này các bạn vẫn cảm ứng được nhé. Mình bấm cho mình xem. Đấy, vẫn cảm ứng được như thường, không có gì lạ cả. Nhưng mà mình khuyên là bạn nào mà xài thì lúc nào mà không dùng hay là cất vào cáo vậy thì nên đóng lại như này. Còn nếu mà để màn hình này ngoài thì nó nói chung là nhanh xước rồi, nó sinh ra cái gập vào cũng để thế mà. Còn đâu về hệ thống nút thì những ai đã dùng 6D thì gần như là sẽ biết là nó gần như là giống hệt. Thì nếu mà tính ra mà có cái khác ấy thì mình nghĩ là cái này. Này, cái nút này này. Đấy. Cái nút này là chức năng là gì? Đúng như cái ở đây nó thể hiện ấy, nó là cái mà thay đổi cái gì nhỉ? Thay đổi cái điểm chế độ lấy nét. Ở trên máy này nó có độ tầm biến mất rồi. Nó có độ tầm 1 2 3 4 5, 5 chế độ lấy nét. Thực tế nó vẫn năn ná giống như các phần trước của 6D thôi. Nhưng mà nói chung là số điểm lấy nét nhiều hơn. Thì mình cũng sẽ phải trải nghiệm để thử xem cái khả năng bắt nét của nó có thực sự là tốt hơn so với 6D không. Mình hy vọng là thế. Nhiều người cứ chê nó so nó với 5D3, nhưng mình hy vọng là cái bản này nó sẽ có cái gì đó nó khởi sắc. Đấy. Thì cuối cùng mình muốn nói là